Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Nhân chuyên đề đầu tiên của năm mới 2023, những người làm chương trình chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn vui khỏe và lưu thông an toàn. Trong chuyên đề hôm nay, chúng tôi giới thiệu công tác tuần tra giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Trước tiên là thông tin về Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề Phụ nữ Cà Mau tích cực thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Tại sự kiện, ban tổ chức chọn ra 3 đội là các em học sinh của Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển để tham gia 3 phần thi liên quan đến luật an toàn giao thông. Theo đó, các đội tham gia trả lời các câu hỏi ai nhanh hơn, chung sức và rung chuông vàng, nhận diện biển báo an toàn giao thông. Ngoài ra, chương trình còn có câu hỏi dành cho khán giả là các em học sinh của trường. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức chọn ra những đội có thành tích để trao giải. Việc tổ chức sự kiện truyền thông là dịp để học sinh trao đổi kinh nghiệm, tự nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong mỗi học sinh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Đồng thời qua đây nhằm phát huy vai trò các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cũng liên quan đến nội dung này, vừa qua tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sự kiện truyền thông Phụ nữ Cà Mau tích cực thực hiện pháp luật về an toàn giao thông năm 2022, với sự tham dự của hơn 120 hội viên phụ nữ và người dân. Sự kiện truyền thông được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội thi. Hội Phụ nữ xã Tân Hưng cử 3 đội tham gia với các phần thi. Nội dung các phần thi liên quan đến các kiến thức về luật giao thông và nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Thông qua sự kiện truyền thông nhằm trang bị kiến thức về luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa và văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở, đồng thời giúp cán bộ phụ nữ cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân trong thực hiện các quy định về luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh các cấp, hội thi nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho học sinh. Nội dung thi 3 phần gồm tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, giải đáp ô chữ, thi tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông. Ở phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, học sinh trả lời câu hỏi về nội dung an toàn giao thông đã được học trong chương trình trung học cơ sở. Thí sinh bốc thăm chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 4 đội cùng trả lời 20 câu hỏi theo hình thức bấm chuông trả lời. Phần thi giải đáp ô chữ hàng ngang và hàng dọc. Ở hàng ngang ẩn chứa những chữ cái tạo thành đáp án khi được giải mã. Mỗi đội được quyền lựa chọn hàng ngang để trả lời. Phần thi bốc thăm thứ tự giải đáp ô chữ và thi tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông. Thí sinh thuyết trình một chủ đề an toàn giao thông cho sẵn của hội đồng thi và dự thi một tiết mục về giáo dục an toàn giao thông trong trường trung học cơ sở. Hình thức biểu diễn tập thể hoặc cá nhân. Tôi tin tưởng rằng hội thi năm nay sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Những tiểu phẩm, những câu hò, những câu vè, những tình huống giao thông rất thiết thực, giúp cho chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ những bài học về an toàn giao thông. Ấn tượng buổi tuyên truyền là những hình ảnh, những ô chữ, là những thông điệp về an toàn giao thông, tạo sự tuyên truyền lan tỏa trong toàn xã hội. Hội thi với mục đích nâng cao kiến thức an toàn giao thông trong tuổi trẻ học đường, qua đó cũng để cho mỗi thí sinh tìm hiểu thêm về kiến thức an toàn giao thông cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, giúp cho các em học sinh lưu thông an toàn trên những tuyến đường đi học. Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông tỉnh còn lồng ghép tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông thông qua những mẫu tập và túi đựng giấy kiểm tra có in một số biển báo giao thông đường bộ thường gặp như biển báo cấm, nguy hiểm, cảnh báo, hiệu lệnh, chỉ dẫn. Một số lưu ý khi tham gia giao thông đối với học sinh tiểu học, trung học và phụ huynh học sinh. Đối với công tác tuyên truyền giáo dục trong học sinh, thì trong năm vừa qua, các cái lực lượng chức năng đã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông ngay các cái buổi chào cờ đầu tuần. Bên cạnh đó thì Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã thay đổi cái hình thức tuyên truyền
thông qua các hội thi, rồi chúng tôi là in một số cái tập học sinh có cái nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, rồi cái túi đựng giấy kiểm tra để cho các em trong quá trình sử dụng tập học sinh, rồi trong quá trình sử dụng túi kiểm tra thì các em cũng có tham khảo các nội dung, tìm hiểu các nội dung về an toàn giao thông để thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất kèm theo 80 mũ bảo hiểm, một giải nhì 75 mũ bảo hiểm, một giải ba 60 mũ bảo hiểm, 5 giải khuyến khích 30 mũ bảo hiểm và 13 khán giả trả lời đúng câu hỏi của ban tổ chức, mỗi người một mũ bảo hiểm. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an huyện Ngọc Hiển đẩy mạnh tuần tra giao thông với quyết tâm kiềm chế, kéo giảm các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Năm 2022, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển không xảy ra tai nạn giao thông, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện ra quân tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, nhất là tuyến lộ cấp 6 Đồng Bằng và tuyến đường Hồ Chí Minh, nơi có đông phương tiện lưu thông, du khách tham quan trong dịp Tết. Ngoài ra, lực lượng giao thông còn tăng cường tuần tra vào thời điểm ban đêm trên những tuyến đường trọng điểm để kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông như xe chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia vượt mức nồng độ cồn cho phép, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép bằng lái xe. Qua đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân an toàn. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Cái Nước tăng cường tuần tra kiểm soát, nhằm làm cho người điều khiển phương tiện thay đổi hành vi, nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giúp các phương tiện tham gia giao thông an toàn hơn, hạn chế xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Trở thành quy luật, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1 ngang qua địa bàn huyện Cái Nước ngày càng tấp nập hơn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo đó, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự huy động tối đa lực lượng phương tiện và tăng số ca tuần tra kiểm soát giao thông. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, không chỉ kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài ra, khi lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên có mặt trên các tuyến đường, còn tác động trực tiếp đến nhận thức của người tham gia giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu. Thay vào đó, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giúp các phương tiện lưu thông trên đường an toàn hơn. Tôi rất là an tâm tại vì có mấy anh, mấy chú này giữ trật tự thì xe cộ chạy tốc độ nó cũng giảm, an toàn cho bản thân, mấy người tham gia giao thông. Thành ra tôi cũng an tâm đi trên cái đoạn đường từ Cà Mau về tới Nam Căn. Đi đường như thiếu ý thức là vừa không an toàn cho mình mà vừa không an toàn người dân nữa. Nhưng như đi đường có giao thông kiểm mình mới đi chạy đàng hoàng đâu, em an tâm. Để đón xuân Quý Mão năm 2023 an toàn, không tai nạn giao thông, mọi người hãy nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm bảo vệ an toàn cho tính mạng, tài sản cho bản thân và những người tham gia giao thông trên đường. Xác định cụ thể nhóm tuổi, thời gian và nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, tăng cường công tác tuần tra xử lý các lỗi liên quan. Tuy hai tiêu chí về số vụ và số người bị thương có tăng nhẹ, nhưng tiêu chí về số người chết do tai nạn giao thông trong năm 2022 giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát 54.649 ca, so với cùng kỳ tăng 6.255 ca. Số trường hợp lập biên bản xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 62.263 trường hợp, tăng 15.169 trường hợp. Trong đó, các lỗi vi phạm ở mức cao có nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn 12.590 trường hợp, chạy quá tốc độ 9.504 trường hợp, vi phạm về giấy phép lái xe 7.940 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 4.814 trường hợp. Tuy lỗi vi phạm tốc độ chỉ đứng thứ hai, nhưng thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chết người. Do đó, việc kiểm soát tốc độ là rất cần thiết, đặc biệt là trên các trục đường chính, đường về trung tâm các huyện. Trong
Trong năm ra quyết định xử phạt 50.016 trường hợp với số tiền hơn 96,3 tỷ đồng, tăng 9.762 trường hợp, tăng hơn 17 tỷ đồng. Trong đó cảnh sát giao thông phạt gần 92,5 tỷ đồng, tước có thời hạn 8.127 giấy phép lái xe, tạm giữ 27.764 phương tiện. Riêng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh 28 vụ, làm chết 12 người và bị thương 22 người, trong đó tăng 1 vụ, tăng 3,7%. Số người chết giảm 3 người, giảm 20%, và số người bị thương tăng 4 người, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ có liên quan đến ý thức người tham gia giao thông như vi phạm phần đường, làn đường chiếm 45,8%, không chú ý quan sát chiếm 12,5%. Ngoài ra, còn do kỹ năng lái xe kém, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông được tăng cường hơn nhiều so với các năm trước đây. Đặc biệt là cái kiểm soát, cái xử lý vi phạm nồng độ cồn. Có thể nói là Cà Mau là một trong những tỉnh là có cái xử lý vi phạm nồng độ cồn đạt hiệu quả cao nhất so với các tỉnh trong khu vực. Thì tính đến thời điểm này thì cái lực lượng chức năng đã xử lý trên 12.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Và cái mức xử phạt, tổng số tiền xử phạt vi phạm về an toàn giao thông năm 2022 là gần 93 tỷ đồng. Ban An toàn Giao thông tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, kiểm tra và xếp hàng hóa lên phương tiện, vượt quá tải trọng khi tham gia giao thông. Ngoài ra, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông, đặc biệt là địa bàn thường xảy ra tai nạn. Chuyên đề an toàn giao thông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau với chủ đề tăng cường tuần tra giao thông dịp Tết đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề sau. Thân ái chào tạm biệt.